Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 1 giờ chiều của ngày 15 tháng 9 năm 2021. Và cái thông tin mà tôi chuẩn bị bình luận và phân tích với các bác như đây nó không hề đơn giản một tẹo nào. Và chắc chắn nhiều YouTuber, nhiều người sẽ cảm thấy rằng là vô cùng lo lắng và lo sợ. Bởi vì có vẻ như là một âm mưu đằng sau đó, và mọi chuyện chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở đây. Nó không dừng lại là cuộc chiến giữa nhà báo Hoàng Ni với CEO Phương Hằng nữa, mà nó sẽ còn mở rộng lan ra nhiều YouTuber, nhiều người mà chúng ta có thể nhận diện rõ ràng ở trên mạng rất là nhiều. Họ kích động, họ gây rối, họ dùng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu ở trên mạng xã hội. Và mục đích của họ là gì? Ai đứng đằng sau họ? Thì tôi xin phép chia sẻ với các bác và phân tích với các bác qua một cái bài viết trên nhà báo Hàn Ni. Không quan tâm tới con người mà chúng ta quan tâm đến sự việc. Không dùng những cái thủ đoạn công kích cá nhân, cũng không dùng những thủ đoạn lấp liếm hay là đánh tráo khái niệm. Ngày hôm nay tôi đã có một cái clip liên quan tới cái thủ đoạn đó rằng là công kích cá nhân. Thì tôi sẽ phân tích một vài cái thủ đoạn trong truyền thông nữa, để các bác thấy rằng là cái thủ đoạn lấp liếm và đánh tráo khái niệm cũng là một cái thủ đoạn rất kinh khủng. Ở trong sự việc này, chúng ta quan tâm tới sự kiện của hiện tại, của sự việc hiện tại, chứ không quan tâm nhiều đến những cái lĩnh vực liên quan đến mang tính cá nhân của mỗi người. Tôi nhìn sự việc theo góc như vậy, còn tùy các bác xem mà nhìn sự việc theo góc như thế nào. Ở đây chúng ta nhìn thấy rằng ở bên phía của CEO Phương Hằng, khi mà đưa ra những cái gọi rằng là nghi vấn của quỹ từ thiện, tôi đánh giá rằng đó là một cái điều rất là tốt. Nhưng chúng ta cũng không thể lấp liếm hoặc đánh tráo khái niệm rằng là vì cái sự việc đó mà bỏ qua lấp liếm rất nhiều những cái sự việc khác được. Mà mọi thứ thì nên công khai rõ ràng và minh bạch. Và ai đúng thì chúng ta khen, hay sự việc gì đúng thì chúng ta khen. Còn cái sự việc nào sai thì chúng ta cũng phải chỉ ra. Và rõ ràng ở đây có rất nhiều cái điều sai. Nhà báo Hàn Ni thì có một cái bài viết rất dài như thế này, với cái tiêu đề rằng là ai dàn dựng drama bà Hằng. Thì tôi xin phép chia sẻ với các bác nguyên văn, sau đó chúng ta sẽ cùng phân tích và chúng ta sẽ bình luận sự việc này theo khía cạnh và góc cạnh như thế nào nhé. Trên trang fanpage của nhà báo Hàn Ni, ai dàn dựng drama bà Hằng? Điều mình quan tâm không phải là bà Hằng mà là vụ dàn dựng drama này. Nó rất giống những vụ nước tương có chứa chất gây ung thư, rồi nước mắm, vân vân, để giết một ngành hàng nhằm độc quyền nước mắm công nghiệp của ông Hoàng truyền thông bẩn. Cách làm này y chang, cũng thuê các công ty đa cấp, các nhân viên bảo hiểm, bán hàng lập nhóm tấn công bất cứ ai phản ứng lại. Lần này chắc là do thất nghiệp mùa dịch nên các CC con rất nhiệt tình chửi. Thấy chửi bẩn, mình chặn mà nó còn lấy nick khác vào, nó thách thố sao chặn nó và chửi lại y chang. Một bạn tôi comment đã bị chửi tới tấp và gọi điện chửi nữa. May thay, anh ta cũng là thứ thiệt nên thách đố, anh ở đâu, cho địa chỉ để tôi đến, đừng hù. Các bác có thể thấy đó, chửi bất chấp cho đến khi mà tôi bảo rằng là ví dụ như anh VQ coi kia chẳng hạn, cũng chẳng như thế thôi. Anh địa chỉ ở đâu đâu, đâu tôi đến tôi đón đàng hoàng, lên 55 Trần Hưng Đạo nói chuyện, chứ không nên chửi bới đấu tố quy chụp như thế. Và các bác có thể thấy rằng là câu chuyện nó sẽ là như thế nào rồi, đúng không ạ? Người ngoài nhìn chửi, người ngoài khi nhìn chửi thì sẽ hoảng, nhưng người làm truyền thông thì hiểu rõ cái bản chất. Ví dụ để các bạn biết thêm, hiện nay các lớp đào tạo bán hàng tiếp thị còn đưa ra bài tập là mỗi ngày gọi được 50 cuộc thì sẽ được nhận lương. Nhưng mỗi cuộc nếu mà được tính ấy, thì phải là trên 1 phút. Đó là lý do các bạn tiếp thị luôn cù nhây để câu giờ để đủ cho 1 phút một cuộc gọi. Nên chắc là phi vụ này các bạn sẽ ăn theo comment, thậm chí còn lập cả fanpage để comment, có bị chặn thì tạo ra một cái page khác. Thật ra bà hát vu khống, nhục mạ người khác thì chịu tội, nhưng đáng tiếc cho các bạn trẻ chỉ vì vài đồng mà xa chân. Bởi vì khi làm án công tâm thì công an sẽ điều tra cả những người chửi thuê, cả những comment tục tĩu. Còn các kênh Facebook như là Lang Thang Xó Chợ, Long Ngô, Bánh Mì Đây, Chuyện Đời Thường, Luật Sư Vlog, Jabin Entertainment, Tiến News chắc chắn sẽ mệt mỏi, vân vân. Chắc chắn sẽ mệt mỏi nếu đưa tin không chính xác. Nên nhớ, vụ hai nhà báo đưa tin bác sĩ khoa rút ống thở mà còn bị xử phạt, chứ không phải nói theo cái sai là không bị xử đâu. Rồi kênh Lang Thang Chợ Búa còn tung tin là cháu tướng này, tướng kia thì càng bị xử sớm.
Vì cháu tướng càng phải gương mẫu, chứ không phải là đi chửi hùa, bịa đặt như thế. Theo dõi drama này, các doanh nghiệp nhận diện và gọi cho mình kể tên là chị A, anh S dàn dựng vụ này. Một khi giới doanh nhân đã nhận diện thì họ đã tẩy chay rồi. Việc còn lại là khối nghệ thuật có hợp tác với loại người như thế không, và trách nhiệm sau cùng của công chúng tẩy chay xã hội đối với những kênh bẩn thì họ sẽ không còn đất sống. Không ai khôn lỏi mà bền lâu được. Đó là các bác có thể nhìn thấy ở trên nhà báo Hàn Ni. Và câu chuyện ở đây nó sẽ có mấy cái thông tin. Thứ nhất, ở đọc đến đoạn cuối thì các bác có thể thấy rằng là chị A, anh S là dàn dựng cái vụ này. Và rõ ràng đây là một vụ drama và rất là khủng khiếp. Vậy thì mục đích của cái mục tiêu này là gì? Thì các bác hãy đoán định được tới. Tôi sẽ không chuẩn bị thông tin ngay bây giờ đâu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác có thể thấy rằng là liên quan tới CEO Phương Hằng thì việc chửi tục, chửi bậy, vu khống thì chắc chắn là sẽ bị xử lý. Tuy nhiên những người hùa theo cũng sẽ bị xử lý. Đó là điều chắc chắn. Và xử lý không hề nặng. Tôi sẽ trích dẫn một comment của nhà báo Hàn Ni để rõ cho các bác điều này. Ví dụ như các kênh như Long Ngô hay rằng là luật sư Vlog vân vân, Tiến Niu, các thứ nữa, rồi Lang Thang Xó Chợ như kiểu vậy thì cũng sẽ bị chửi hùa vào. Đó. Rất là may cho anh Vicky Coy là kênh của anh ta không dính ở trong chỗ này. Nhưng tôi tin rằng là khi người ta gõ ra thì người ta gõ từ trên xuống dưới, đặc biệt là kênh Long Ngô, thì báo cáo với các bác rằng là bất chấp luôn. Kinh khủng. Đó, các bác có thể thấy được rằng là ngay cả những việc này thì sẽ bị xử lý cả những kênh liên quan, chứ không chỉ là một vài kênh hay là một vài cái của CEO Phương Hằng nói. Đấy là các bác có thể nhìn nhận rõ ra được về việc này. Tại sao lại nói thế? Thì khi chúng ta nhìn những comment trả lời của nhà báo ở phía bên dưới thì các bác có thể thấy như thế này. Ví dụ như là ông Hoàng Truyền Thông Bẩn á, thì xin phép với các bác tôi biết đây là ai. Dân truyền thông chỉ cần nhắc đến chữ S thôi là đã đủ biết rồi. Đó. Và đây phải nói rằng là nếu mà thủ đoạn thì ông tên S này thì báo cáo với các bác rằng là xin phép với các bác, ở Việt Nam nói về truyền thông giỏi thì có hai anh S. Nhưng anh S này là đặc biệt, bởi vì anh bất cứ không từ một cái thủ đoạn nào để làm cái việc này. Và ở đây á, tại sao những cái kênh khác cảm thấy rằng là toát mồ hôi lưng lo lắng chỉ bởi vì là một comment của nhà báo Hàn Ni thôi. Như thế này, các bác có thể nhìn. Ví dụ như là bác Thiên Phan có hỏi: Hàn Ni ơi, sao kênh Lang Thang Đường Phố, Bánh Mì Đây, vân vân, nó lên sủa bậy hoài mà để báo Hàn Ni lên tiếng cái vụ này? Thì nhà báo Hàn Ni nói rằng chắc được thuê và đồng bọn thì theo thị hát vào tù chung. Vào tù chung. Đó. Và rất nhiều những comment dạng như thế. Để các bác có thể thấy rằng là trong này chị cũng đã trả lời rất rõ với mọi người rằng là cái câu chuyện nó không đơn giản như chúng ta là suy nghĩ. Đó. Câu chuyện chúng ta tách từng cái phần ra một, sau đó chúng ta ráp nối lại, ghép lại thì thành một bức tranh hoàn chỉnh. Và nhiều người sẽ phải chịu. Ví dụ như khi người ta truy ra những cái tin nhắn, truy ra những cái cách thức rằng là có nhận tiền để làm cái việc này không, có nhận tiền để chửi bới tục tĩu hay không, có nhận tiền để tấn công người nọ người kia hay không. Và cái tội mà tôi nghĩ rằng là nhà báo Hàn Ni sẽ đưa ra thì nó liên quan đến an ninh trật tự chính trị xã hội. Đó là cái tội kích động người khác. Kích động người khác là một cái tội rất nặng. Kênh của tôi là kênh không bao giờ kích động người khác. Ngay từ đầu kênh, từ lúc lập kênh tôi đã nói rất rõ cái điều này. Khi lập kênh ấy, thì việc kích động gây rối làm mất an ninh trật tự xã hội thì không cần phải cơ quan chính quyền lên tiếng, mà tôi sẽ là người lên tiếng đầu tiên về cái việc đó. Bất kể lý do gì thì kích động người khác đó là một cái việc không chấp nhận được. Chúng ta đàng hoàng ngồi nghe, chúng ta đàng hoàng phân tích, chúng ta đàng hoàng học hỏi để tiến bộ. Chứ không phải rằng là, mà kể cả chúng ta có những quan điểm khác nhau về một sự việc đi chăng nữa, nhưng chúng ta kích động, chúng ta ra ngoài và làm mất an ninh trật tự xã hội, tác động đến người khác thì đó là cái điều không thể chấp nhận được ở trong một xã hội văn minh. Thì ở đây tôi cho rằng là rất nhiều người đã phải rằng là lo lắng, toát mồ hôi lưng về cái sự việc này.
không biết rằng là bây giờ chị CEO Phương Hằng nghĩ gì, nhưng mà rõ ràng những cái việc chị làm thì bản thân chị và những người kia là có thiệt hại đầu tiên đã. Không sung sướng gì cái việc này đâu. Báo cáo các bác, hôm nay tôi chưa phân tích vội cái việc live stream của anh Dũng. Tôi sẽ phân tích vào buổi tối, tôi không có nể nang ai hết. Mặc dù là tôi có gọi điện cho anh Dũng vài lần và nói chuyện, và tôi rất tôn trọng anh. Tuy nhiên, chúng ta nhìn góc cạnh thì chúng ta thấy rằng là có nhiều cái vấn đề ở đây đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.